Sao quên cái này nhỉ? Xin lỗi anh chị. Quên mất. Đây vừa là một người thầy và cũng như rằng là Phúc có hay kiểu ví như kiểu là một thiên thần của Đức Phúc. Lời đầu tiên chào Đức Phúc, xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả của Forest Studio và mình là Đức Phúc. Phúc cũng có tự search mà chỉ search mỗi tên là Đức Phúc thôi để xem là họ sẽ hiện ra những cái gì, những cái thông tin gì liên quan đến cái tên Đức Phúc đó. Còn tò mò về khán giả sẽ search gì về Đức Phúc, Phúc nghĩ rằng là chắc là bài hát Đức Phúc, Đức Phúc thay đổi ngoại hình, hay là kiểu Đức Phúc bao nhiêu tuổi, Đức Phúc cao mét bao nhiêu. Được chơi Đức Phúc gia đình. Mỗi nghệ sĩ tham gia được dự đoán 5 từ khóa liên quan đến tên của mình mà nghệ sĩ cho rằng đó là những thông tin được khán giả quan tâm nhiều nhất. Nếu chính xác 5 trên 5, nghệ sĩ chiến thắng và nhận thưởng ngay tiền mặt từ ekip chương trình. Lưu ý rằng đáp án được ekip khảo sát trên nhiều nền tảng mạng xã hội và tỷ lệ chính xác lên đến 99,99%. Kiểu gì cũng vẹn cả đôi đường, thắng được tiền, thua được quà mà mọi người. Nên là Phúc cũng sẽ chơi hết mình thôi. Từ khóa đầu tiên, chắc Phúc nghĩ rằng là sẽ là Đức phẫu thuật thẩm mỹ hoặc là Đức Phúc thay đổi ngoại hình. Cũng nghĩ là như vậy. Là được mở ra à, chưa được. Ôi trời ơi, nói hết cả 5 cái luôn. Cái thứ hai là cái thứ hai là Đức Phúc mà The Voice, Đức Phúc giọng hát Việt. Cái thứ ba là giảm cân, Đức Phúc mà hơn cả yêu. Phúc bao nhiêu tuổi? Sao quên cái này nhỉ? Quên đi mất, đúng rồi, còn quên gia đình Hoa Dâm Bụt. Cái từ khóa cuối cùng là đã bị sai rồi, Đức Phúc Eric Hòa Minzy. Đúng rồi, cháu sao mình lại quên cái từ khóa này ta. Ừ. Xin lỗi anh chị và em chót quên gia đình mình. Em chót quên gia đình mình. Tại vì thực ra em lại cứ nghĩ rằng là nó sẽ chỉ cái này cũng liên quan mà. Nhưng ý là em đang nghĩ về những cái mang tính cá nhân nhiều hơn. Cho nên là quên, không có nghĩ đến mọi người. Thì Đức Phúc Eric Hòa Minzy đó chính là gia đình Hoa Dâm Bụt, và đến thời điểm hiện tại thì gia đình Hoa Dâm Bụt đã được là 4 năm hơn rồi. Thế nên rằng là Phúc luôn luôn yêu quý và trân quý cái mối quan hệ này với Eric và chị Hòa Minzy. Và đây là những cái mối quan hệ mà Phúc nghĩ là vô cùng quý giá đối với Đức Phúc. Đức Phúc nói tiếng Anh. Hay quá. Từ khóa tiếp theo đó chính là Đức Phúc nói tiếng Anh. Thì thực ra Phúc nghĩ rằng là chắc cái từ khóa này là vì quý vị khán giả đã theo dõi Đức Phúc ở trong chương trình K-pop Simply Contour. Khi mà Đức Phúc xuất hiện ở trên đài Arirang, lần đó là lần Phúc này, Eric và hình như là chị Trung Vũ là những cái đại diện của Việt Nam để giao lưu trong chương trình đó với tất cả các bạn fan K-pop và cũng như là các bạn fan quốc tế. Thì mới có cái shirt này. Tiếp theo là hashtag thứ 3. Thế chả cái nào đúng á. Đức Phúc Live. Thực ra thì Đức Phúc Live, Phúc nghĩ rằng là về cái search này chắc là cũng có lý do để quý vị khán giả có thể tìm hiểu. Tại vì thực ra từ trước đến giờ thì Phúc gọi là luôn luôn tự tin về cái khả năng hát live của mình. Là vì sao? Là vì Phúc tham gia chương trình giọng hát Việt và cũng như là trở thành con côn của giọng hát Việt, thì đầu tiên Phúc là một người mà rất là thích hát. Và mọi người có thể biết rằng là khi mà đi diễn về xong mà Phúc còn vẫn hát karaoke nữa. Tại vì Phúc rất thích hát. Đi đến những cái cuộc chơi nào mà tất cả có cả các anh chị em nghệ sĩ các kiểu, Phúc cũng luôn luôn hỏi ông nhà chị có karaoke không, hay là đi hát karaoke không. Xong rồi mọi người bảo là ôi trời ơi, mày hát thế chưa đủ hả. Nhưng mà không hiểu sao mà mình vẫn rất là thích hát.
À, tiếp theo. Hả? Chưa chính xác từ nào luôn. Từ nãy đến giờ. À, quên mất. Đây là một cái search mà Phúc nghĩ là cũng rất là đặc biệt, là vì đây vừa là một người thầy và cũng như là Phúc có hay kiểu ví như kiểu là một thiên thần của Đức Phúc. Tại vì là sao? Tại vì nhầm, như là một bà tiên luôn ấy. Tại vì là cô Tâm thì Phúc có rất là nhiều kỷ niệm, và từ hồi giọng hát Việt cô là người mà đã dạy dỗ Phúc và cũng như là nâng đỡ Phúc rất là nhiều, và cũng như là người cũng đứng ra bảo vệ Phúc rất là nhiều lần từ hồi giọng hát Việt đến sau giọng hát Việt luôn. Chắc cái này đúng. Chắc là cái này đúng. Đức Phúc ngày xưa thì cũng là liên quan đến vấn đề thay đổi của mình đó. Thì Đức Phúc ngày xưa, đúng rồi, cũng nghĩ là cái này top đầu là cũng đúng, là vì tại vì cái lần trở lại của Đức Phúc với cái ngoại hình mới là một cái lần mà mọi người chú ý đến, gọi là tâm điểm. Thế nên là Đức Phúc ngày xưa, mọi người muốn xem hình Đức Phúc ngày xưa và đến Đức Phúc bây giờ thì Phúc cũng thấy là rất là bình thường, và phải có ngày xưa thì mới có bây giờ. Và mọi người có thể xem được Đức Phúc ngày xưa thì mới càng thấy được rõ những cái nỗ lực và cũng như là những cái cố gắng của Đức Phúc để có được Đức Phúc như thời điểm hiện tại. Thì đây là một cái kỷ niệm mà rất là dài, không có thể nào mà có thể chia sẻ hết được, nhưng mà Phúc chỉ muốn chia sẻ rằng là đối với Đức Phúc bây giờ đã là một cậu Đức Phúc tự tin hơn rất là nhiều, và cũng như rằng là suy nghĩ chín chắn hơn, trưởng thành hơn và có một ngoại hình mới mẻ hơn, ưa nhìn hơn. Còn cậu Đức Phúc ngày xưa cũng vẫn là một cậu Đức Phúc hồn nhiên với vẻ ngoài rất là dễ thương dễ thương, béo béo mũm mĩm, nhưng mà Phúc cũng luôn luôn trân trọng ngày xưa và bây giờ. Phúc luôn luôn trân trọng ngày xưa để đến bây giờ, và mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Cảm ơn quý vị khán giả vì đã theo dõi phần Top Shirt Challenge của Đức Phúc, và chúc tất cả các anh chị em nghệ sĩ tiếp theo khi mà chơi của chương trình thì sẽ gọi là đoán đúng chứ không còn sai như Phúc. Cảm ơn chương trình rất nhiều. Bây giờ là Phúc đã thua rồi, nhưng mà Phúc vẫn được quà, Phúc sẽ bốc thăm luôn. Đây, món quà là gì đây? Kính ngầu. Một chiếc kính rất là ngầu. Một chiếc kính như là một nhân vật hoạt hình. Cảm ơn này. Đây là, cũng đúng như biệt danh mà của Eric hay đặt cho Phúc là nhân vật hoạt hình. Bye bye.